Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp chúng ta biết được những sự việc có thể xảy ra để biết cách mà phòng tránh. Phần luận giải chi tiết cho lá số tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ giúp bạn thấy được một bức tranh toàn cảnh về vận hạn cũng như là vận trình tài lộc của những người sinh năm 1958 Mậu Tuất. Nhờ đó giúp chúng ta biết được những dấu mốc quan trọng trong vận trình của mình về sức khỏe, gia đạo cũng như về công danh sự nghiệp trong tháng 7 âm lịch. Qua đó sẽ nắm được về tổng quan vận hạn của mình có điều gì đặc biệt và cũng qua đó sẽ có được những phương pháp hóa giải để chúng ta có thể tăng cường tài lộc và may mắn trong tháng 7 âm lịch này. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 mệnh Bình Địa Mộc là người thành thực, trung hậu và có hiểu biết rộng. Đây còn là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy, họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác cùng với những người khác để làm nên sự nghiệp chung. Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy thì họ sẽ cảm thấy cô độc. Tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống bình dị, bình thường nên họ không có nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người. Xem tử vi tuổi Mậu Tuất tháng 7 năm 2022, do đã có tuổi nên sức khỏe của quý vị gia chủ không còn được tốt như trước kia. Nên chú ý các căn bệnh tuổi già, bệnh tật lâu khỏi vì thế cũng phải chi tiêu vào thuốc thang nhiều. Thêm nữa gia đạo tháng này cũng không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Mậu Tuất cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành triển khai. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao và tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, chuyện làm ăn công việc kinh doanh của gia chủ gặp nhiều trở ngại. Dù là đã về hưu nhưng vẫn đang tất bật làm việc, mưu sự khó thành, bại khí lấn át, hành sự phải thật tỉnh táo và thận trọng. Bản mệnh dễ vướng phải chuyện thị phi, mâu thuẫn, thậm chí còn có kẻ ác ý bôi nhọ danh tiếng. Do đó cần phải chú ý nhiều hơn đến cách hành xử, trước khi nói hoặc làm việc gì cần phải cân nhắc cẩn thận hơn và không nên nóng nảy hành xử một cách bột phát. Gia chủ cũng không nên quá cứng đầu, buộc người khác phải nghe theo ý của mình, hãy có cái nhìn cởi mở đa chiều hơn về mọi việc, từ đó mới có thể tìm thấy cách tháo gỡ những khó khăn hay rắc rối đang gặp phải. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Mậu Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tình hình tài chính về cơ bản không có biến động quá lớn, song người tuổi này cần phải giữ chặt túi tiền của mình, không dễ dàng tin theo lời rủ rê của người ngoài, kẻo dễ bị lừa gạt. Khi có người muốn vay mượn, bản mệnh cần phải hết sức cân nhắc đến đối tượng, không nên cho vay một cách quá dễ dàng, nếu không dễ bị lừa đảo, vừa mất tiền vừa mất quan hệ. Tháng này cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Người tuổi Mậu Tuất nếu không biết cân đo đong đếm tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất
giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sinh năm 1958. Gia chủ cần tập thói quen buông bỏ gánh nặng, chớ để cảm xúc chi phối hành động. Khi gặp phải vấn đề bản mệnh có thể nhờ đến sự giúp đỡ và sẻ chia của con cái cũng như nửa kia, chớ nên ôm đồm tất cả mọi chuyện vào lòng. Các quý vị gia chủ Mậu Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ xã giao của tuổi Mậu Tuất không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn, lắm thị phi, vạ miệng. Nguyên nhân có thể là do chính bản tính nóng nảy bảo thủ của chính gia chủ. Dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, tốt nhất nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình, người tuổi này cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cháu. Có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng ra thì việc gì cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Mậu Tuất trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp nhâm thìn, có nạp âm trường lưu thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp giáp thìn, có nạp âm phúc đăng hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Tuất trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày trong tháng để các quý vị gia chủ cát lành, chúng ta tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có những sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Mậu Tuất trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp đỡ cho tất cả quý vị trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.